Nhắc đến đồng hồ Nhật Bản, chắc hẳn ai cũng có thể kể đến tứ trụ là Seiko, Citizen, Orient hay là Casio. Vậy có phải đại sứ sở hoa anh đào chỉ có 4 tên tuổi này hay không? Trong video hôm nay, hãy cùng Duy Anh Watt khám phá thêm 10 thương hiệu đồng hồ Nhật Bản khác. Minase là thương hiệu đồng hồ nội địa Nhật được thành lập từ năm 2005. Hãng này chỉ sản xuất khoảng 500 chiếc đồng hồ mỗi năm, ban đầu chỉ bán trong nước, sau đó mới tiếp cận thị trường toàn cầu. Đồng hồ Minase tuân thủ theo cấu trúc mà họ gọi là Moore, lấy cảm hứng từ các mô hình xếp gỗ truyền thống của Nhật Bản với các thành phần có thể dễ dàng thay đổi và không ảnh hưởng đến kiến trúc tổng thể. Minase được công chúng biết tới nhiều vào tháng 6 năm 2019 khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được phát hiện đã đeo một chiếc Minase Divido tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka. Knot là nhãn hiệu đồng hồ mới được thành lập từ năm 2014 bởi Hiromitsu Endo tại trung tâm thủ đô Tokyo. Mục đích của họ là sản xuất những mẫu đồng hồ tinh xảo nhưng giá cả phải chăng. Hãng đi theo trường phái thiết kế tùy biến được biết đến thông qua cụm từ Custom. Đây là một trong những thương hiệu sở hữu mẫu mã đa dạng và khả năng kết hợp phong phú với giá khởi điểm chỉ là khoảng 10.000 yên Nhật. Dù không phổ biến trên toàn thế giới, nhưng Knot lại là một nhãn hiệu rất nổi tiếng tại Nhật và cũng đã có xuất hiện tại Việt Nam. Hajime Asaoka là một trong số những nhãn hiệu đồng hồ cao cấp bậc nhất tại Nhật Bản. Được sáng lập bởi nghệ nhân cùng tên, sau thành công trong lĩnh vực thiết kế đồng hồ, Asaoka đã chuyển sang chế tạo đồng hồ từ năm 2005. 4 năm sau đó, ông đã thành công khi tạo ra chiếc tourbillon đầu tiên và tiếp theo là cho ra lò những chiếc đồng hồ không chỉ hoàn hảo về tính năng mà còn sắc nét trong từng chi tiết thiết kế. Masahiro Kikuno cũng là một bậc thầy chế tạo đồng hồ độc lập khác thuộc AHCI. Ông là một trong số khoảng 30 người trên thế giới đủ kỹ năng để làm ra một chiếc đồng hồ phức tạp gần như hoàn toàn bằng tay, từ thiết kế, sản xuất cho đến lắp ráp, và điều này cũng đã nói lên được phần nào chất lượng của những cỗ máy thời gian của hãng này. Naoya Hida là một công ty đồng hồ Nhật Bản được thành lập từ năm 2018. Trong thế giới đồng hồ Nhật, Naoya Hida là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng, giữ vai trò nổi bật trong việc bán hàng và tiếp thị cho nhiều thương hiệu lớn. Đồng hồ của hãng này rất đắt và con số lên đến hàng chục ngàn đô la, sử dụng chất liệu thép 904L tương đương như Rolex và nhiều chi tiết được làm thủ công. Hãng đồng hồ Dedegumo có trụ sở tại Kyoto. Thực chất đây là một văn phòng nhỏ sản xuất đồng hồ lấy cảm hứng từ nền văn hóa địa phương. Mỗi chiếc đồng hồ được làm ra là độc nhất và thể hiện tính thủ công rất cao. Chúng được sử dụng các cỗ máy đến từ Seiko hoặc Citizen, nhưng phần mặt số và vỏ được tạo ra bằng tay. Rhythm là nhãn hiệu đồng hồ Nhật Bản có tên chính thức là Rhythm Watch Company Limited. Thương hiệu này được thành lập vào năm 1946 bởi Nozon Toke Seisakujo. Không giống như nhãn hiệu đồng hồ khác chỉ tập trung vào đồng hồ đeo tay, Rhythm sản xuất và lắp ráp nhiều loại linh kiện đồng hồ khác nhau. Họ là đơn vị đầu tiên của Nhật Bản sản xuất đồng hồ vỏ bằng nhựa. Họ cũng rất nổi tiếng với các sản phẩm đồng hồ treo tường hiện đang được bày bán tại các showroom của Duy Anh Watch. Ricoh là một tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản thành lập năm 1936. Họ được biết đến là công ty thứ tư tại Nhật Bản sản xuất đồng hồ đeo tay cơ khí, cùng với Seiko, Citizen và Orient. Đồng hồ vintage của Ricoh rất đẹp và trang nhã, bên bì dù có hơi dày một chút. Tuy nhiên, hãng này chỉ tập trung vào máy ảnh, máy in và đồ gia dụng ở thời điểm hiện nay. Frank Mira là một nhãn hiệu đồng hồ thời trang non trẻ bắt đầu từ năm 2012. Sản phẩm của hãng này làm gợi nhớ đến hình ảnh của những chiếc Frank Mueller. Tuy đã từng vướng vào kiện tụng với Frank Mueller, nhưng Frank Mira vẫn khẳng định rằng những chi tiết thiết kế cũng như là mức giá quá khác biệt sẽ không thể gây nhầm lẫn. Kentex là thương hiệu được thành lập vào năm 1989 bởi Kenji Hashimoto. Đây là một nhãn hiệu đồng hồ nội địa rất năng động. Sản phẩm của hãng đảm bảo chất lượng tối đa so với mức giá thành khá dễ chịu. Đồng hồ Kentex thường sử dụng máy của Seiko, Citizen hoặc là máy tourbillon của Trung Quốc để giảm giá thành. Chất lượng thân, vỏ và thiết kế cũng khá ấn tượng so với các sản phẩm cùng tầm giá. Họ cũng là một trong số ít những nhãn hiệu đồng hồ nội địa Nhật Bản tham gia vào triển lãm Baseball World từ năm 1998. Như vậy, cũng không kém cạnh so với đồng hồ Thụy Sĩ, Nhật Bản cũng có rất nhiều thương hiệu đồng hồ khác nhau với những kỹ thuật và phong cách riêng biệt, dù cho những thương hiệu đấy có thể không nổi tiếng trên thị trường thế giới. Trên đây là thông tin về 10 hãng đồng hồ còn chưa được biết đến nhiều ở Nhật Bản. Nếu bạn có thêm thông tin gì, hãy cùng chia sẻ ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!